11 bí quyết giúp bạn ăn hưởng tuổi già trọn vẹn nhất. Kính thưa quý vị, lão hóa theo thời gian là quá trình mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua, dù sớm hay muộn. Thay vì lo sợ hay suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể tìm cách tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn nhất. Tận hưởng tuổi già là khi bạn không cần phải lo lắng và tìm cách làm thế nào để xóa nếp nhăn hay nhuộm tóc bạc để trông trẻ trung hơn. Thay vào đó, bạn dành thời gian chăm sóc cơ thể và tâm hồn để cảm thấy luôn vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh. Vậy bạn phải làm sao để có thể giữ được tinh thần trẻ trung khi bắt đầu lớn tuổi? 1. Chăm sóc làn da kỹ lưỡng. Làn da là một trong những cơ quan lớn nhất trên cơ thể. Nếu bạn chăm sóc da cẩn thận, cơ quan này có thể bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây hại bên ngoài, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Một số bí quyết sau đây sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe làn da. Xét nghiệm ung thư da hàng năm, thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên, dùng kem chống nắng và mặc quần áo kín mỗi khi ra ngoài. Lựa chọn những sản phẩm chất lượng, dịu nhẹ để chống lão hóa trong da. 2. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục cho người già một cách thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì được sức dẻo dai và giảm đáng kể các nguy cơ mắc những bệnh như là ung thư, bệnh về tim ở người cao tuổi. Ngoài ra, thói quen vận động cũng có một số lợi ích khác như giúp giảm căng thẳng, đồng thời cải thiện giấc ngủ, làn da và xương khớp. Bạn nên tập thể dục ở cường độ trung bình từ 2,5 tới 5 giờ mỗi tuần. Ngoài ra thì bạn cũng có thể lựa chọn tập thể dục nhịp điệu cường độ cao từ 1,25 tới 2,5 giờ mỗi một tuần nếu muốn. Các bài tập thể dục bạn có thể thử như đi bộ, bơi lội, khiêu vũ, đạp xe. Ngoài ra bạn cũng nên thực hiện các bài tập tăng cường cơ bắp và xương bằng cách sử dụng tạ hoặc dây cao su tập thể dục. 3. Ăn uống tốt cho sức khỏe tuổi già. Việc tiêu thụ thực phẩm lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn trải qua tuổi già nhẹ nhàng hơn. Để mà cải thiện sức khỏe tuổi già, bạn nên bổ sung những thực phẩm như sau: trái cây và rau củ, chất béo lành mạnh, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, gạo, protein không béo từ cá và các loại đậu, các sản phẩm từ sữa ít hoặc là không béo như sữa tươi, sữa chua hoặc phô mai được bổ sung vitamin D. Bạn hãy ưu tiên dùng dầu thực vật khi nấu nướng thay vì dùng mỡ hay dầu động vật. Đồng thời, bạn hãy tránh xa các thực phẩm chế biến sẵn, đường tinh chế hay là thực phẩm nhiều muối. 4. Cải thiện đời sống tinh thần của tuổi già. Để tận hưởng tuổi già, bạn hãy tìm kiếm những cách cải thiện đời sống tinh thần của mình như chia sẻ tâm sự tuổi già với những người bạn yêu quý. Các mối quan hệ ý nghĩa và mạng lưới xã hội vững chắc sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe tinh thần, thể chất và tuổi thọ. Nếu muốn thì bạn cũng có thể nuôi thú cưng vì việc này đã được chứng minh là giúp giảm căng thẳng, huyết áp và cả cảm giác cô đơn hiệu quả. Chấp nhận độ tuổi thật sự của bản thân. Vậy tuổi già nên sống như thế nào để cuộc đời thêm ý nghĩa? Những người duy trì thái độ tích cực về tuổi già sẽ thọ hơn và phục hồi tốt hơn nếu như không may mắc bệnh. Vậy nên bạn hãy cứ chấp nhận và trân trọng tuổi tác của mình nhé. Làm những điều bạn thích. Bạn hãy dành thời gian để tham gia vào hoạt động mình thích như đi du lịch, học kỹ năng mới, tham gia hoạt động tình nguyện. Bạn hãy chọn bất cứ điều gì có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc. 5. Từ bỏ các chất kích thích có hại. Thuốc lá, các loại thức uống có cồn đều là nguyên nhân gây lão hóa sớm và tăng nguy cơ mắc bệnh. Vậy nên bạn hãy cố gắng từ bỏ thói quen hút thuốc lá và uống rượu bia. Nếu thấy mình không có đủ quyết tâm để bỏ những chất kích thích trên, bạn hãy tới bác sĩ để được tư vấn. 6. Chú trọng giấc ngủ tuổi già. Một giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài ra thì giấc ngủ cũng được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, giảm căng thẳng và trầm cảm, hạn chế nguy cơ béo phì và viêm nhiễm. Không những thế, thói quen ngủ đủ giấc
còn giúp bạn cải thiện làn da, gia tăng sự tập trung và tỉnh táo. Vậy nên, bạn hãy cố gắng ngủ đủ từ 7 tới 8 tiếng mỗi ngày nhé. 7. Trải nghiệm những điều mới mẻ. Bạn hãy thử thật nhiều điều mới để có thể tìm cho mình những sở thích thú vị và ý nghĩa như học nhạc cụ, làm tình nguyện, sáng tác nghệ thuật. Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy luôn tươi mới, ít trầm cảm và sống thọ hơn khi bước vào tuổi già. 8. Thực hành chánh niệm tại nhà. Chánh niệm là sự vượt lên mọi ham muốn, phán xét để chấp nhận mọi thứ và sống trong thực tại. Thực hành chánh niệm đã được chứng minh sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cho tuổi già, như là cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, cải thiện sự tập trung, có cảm xúc tích cực hơn, tăng độ hài lòng về mối quan hệ, tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Để thực hành chánh niệm, bạn có thể thử tập thiền, yoga, thái cực quyền hay là sáng tạo nghệ thuật. 9. Tập thói quen uống đủ nước. Việc uống đủ nước sẽ giúp bạn duy trì và cải thiện chức năng não, cũng như tăng mức năng lượng cho những hoạt động hàng ngày. Bên cạnh đó, nước cũng giúp làn da khỏe mạnh hơn và giảm các dấu hiệu lão hóa. Lượng nước uống hàng ngày tùy thuộc vào mức độ hoạt động, tần suất đi tiểu, lượng mồ hôi và giới tính của bạn. 10. Chăm sóc răng miệng tuổi già. Việc không chăm sóc răng miệng kỹ lưỡng vừa khiến các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh nướng răng. Điều này có thể dẫn tới bệnh tim, đột quỵ và viêm phổi do vi khuẩn. Vậy nên bạn hãy đánh răng 2 lần một ngày, dùng chỉ nha khoa 1 lần trên ngày và dùng nước súc miệng. Bên cạnh việc chăm sóc răng miệng đúng cách, bạn cũng nên đi nha sĩ thường xuyên để kiểm tra sức khỏe răng miệng định kỳ. Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, khám định kỳ răng miệng có thể giúp bạn phát hiện ra các dấu hiệu nghiêm trọng như thiếu hụt dinh dưỡng, nhiễm trùng, ung thư hoặc thậm chí là tiểu đường. 11. Khám sức khỏe thường xuyên. Nhiều người thắc mắc rằng, thực sự những người tuổi già cần gì? Khám sức khỏe thường xuyên là điều tiên quyết có thể giúp bạn phát hiện ra các vấn đề về sức khỏe sớm, thậm chí trước khi bệnh bùng phát. Tần suất đi khám phụ thuộc vào tuổi tác, lối sinh hoạt, tiền sử gia đình và điều kiện hiện tại. Bạn có thể nhờ bác sĩ tư vấn tần suất đi khám cho mình. Bên cạnh đó, bạn cần đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường, chứ không cần đợi tới được khám định kỳ. Quá trình cơ thể lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn có thể điều chỉnh thái độ sống của mình đối với những thay đổi theo tuổi già. Khi chọn cho mình thái độ vui vẻ và tích cực với những thay đổi của cơ thể, bạn sẽ luôn trẻ trung dù có bao nhiêu tuổi đi nữa.